vài chút theo thanh mát theo lời chúa vinh danh chúa khi ấy người ta đem những trẻ nhỏ đến cho chúa giêsu để người đặt tay và cầu nguyện cho chúng các môn đệ liền vỡ trách chúng nhưng chúa giêsu bảo hãy để các trẻ nhỏ và đừng ngăn cấm chúng đến với ta vì nước trời là của những người giống như chúng sau khi người đặt tay trên chúng thì người đi khỏi nơi đó đó là lời chúa lời chúa kitô người khen chúa cứ để trẻ nhỏ đến với thầy đừng ngăn cấm chúng vì nước trời là của những ai giống như chúng. Kính thưa ông bà, cô bác và anh chị em, đó là lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ cũng như nói với những người Do Thái xưa. Khi có những người lớn mang những con trẻ đến với Chúa Giêsu để xin người đặt tay và cầu nguyện cho chúng thì các môn đệ lại ngăn cản. Sở dĩ các môn đệ ngăn cản những trẻ nhỏ không đến với Chúa Giêsu, chúng ta có thể hiểu rằng có thể là do hoàn cảnh trên đất nước Do Thái thời Chúa Giêsu, những phụ nữ và trẻ em chưa được coi trọng. Hoặc chúng ta có thể hiểu rằng do Chúa Giêsu nhiều giờ giảng dạy cho dân chúng Cho nên Ngài cần được nghỉ ngơi Các tông đồ không cho những trẻ nhỏ đến để quấy rầy Chúng ta cũng có thể hiểu rằng Do trẻ nhỏ bởi vì tính chúng hiếu động Có thể đang lúc Chúa Giêsu giảng dạy Thì chúng có thể la hét trứng giỡn làm cho những người khác thiếu tập trung hoặc làm cho bầu khí thiếu nghiêm trang, vân vân. Cho nên vì vậy mà các tông đồ ngăn cản không cho những trẻ nhỏ đến với Chúa Giêsu. Điều này Chúa Giêsu đã không đồng ý và nói với các môn đệ: "Chúng con đừng ngăn cấm chúng, hãy để cho chúng đến với Thầy." Thương bà anh chị em hình ảnh mà Thánh Mát Thiêu cho chúng ta thấy là những trẻ nhỏ Những trẻ nhỏ ở đây chúng ta có thể hiểu là những trẻ em về thể lý, về tuổi tác Cũng có thể hiểu những trẻ nhỏ ở đây, những kẻ bé nhỏ về tinh thần Có thể là những người nghèo khó, những người tội lỗi những người bé mọn về địa vị xã hội vân vân để nói lên chúa vẫn tôn trọng và yêu thương hết mọi người dù họ là ai và đồng thời chúa cũng mời gọi các tông đồ của ngài khi làm việc tông đồ hãy luôn quan tâm đến tất cả mọi hạng người không bỏ rơi bất cứ ai trong những phút ngắn ngủi này tôi xin muốn dừng lại ở hình ảnh của những trẻ nhỏ hiểu theo nghĩa của thể lý là nhỏ về tuổi tác nhỏ về thể trạng khi nói đến những trẻ nhỏ chắc chắn trong tâm trí của chúng ta sẽ là, sẽ hiện ra những nét đẹp thiên thần nơi các trẻ em đó là sự đơn sơ trong trắng và luôn luôn hồn nhiên chúng sống luôn luôn cậy dựa vào cha mẹ vào những người lớn không phải lo toan tính toán vụ lợi gì cả mà luôn sống vâng lời và sống những giây phút hiện tại bên cha mẹ và những người thân những người lớn mà chúng cảm nhận được những người đó dành tình thương cho chúng đức tính của những trẻ thơ là như vậy thưa ông bà anh chị em trẻ nhỏ là như vậy cho nên cần được yêu thương cần được bảo vệ cần được giáo dục trong những môi trường tốt thế nhưng chúng ta vẫn bắt gặp đâu đó những hình ảnh của những trẻ nhỏ được giáo dục hay được đối xử thiếu chuẩn mực Chẳng hạn như chúng ta sẽ thấy Ở đâu đó trong môi trường chúng ta sống Hay đi trên những con đường Sẽ thấy những em nhỏ mang những tờ vé số Chạy rôn, chạy rôn, chạy ráo để bán những tờ vé số Hoặc chúng ta sẽ thấy những hình ảnh của những em nhỏ Được những người lớn Có thể gọi đó là cha mẹ đang mang chúng ở trên lưng hoặc trên ngực của họ để đi để đi xin tiền hoặc đi bán vé số. Những hình ảnh đó chúng ta có thể nghĩ là do cha mẹ nghèo khó thật sự để bắt con mình đi bán từng tờ vé số hoặc chung, mặc dù chúng còn rất bé nhỏ hay hoặc vừa phải mang con nhỏ vừa phải đi tìm kế sinh nhai như vậy hay là người ta bắt cóc những trẻ nhỏ đâu đó hoặc mua những trẻ nhỏ đâu đó để rồi dùng chúng như là một công cụ để người ta kiếm tiền để trục lợi cho chính mình có những hình ảnh có lẽ ông bà anh chị em cũng thấy đó những trẻ nhỏ được người lớn mang trên mình nhưng ở trong những tấm khăn chúng nằm bất động Bởi vì từ ngày này qua ngày nọ Chúng được người ta cho uống thuốc đủ Để nằm xui xị đó Tạo một cái một cái hình ảnh đáng thương Vì cha mẹ nghèo vừa phải chăm sóc đứa con Rồi bệnh tật à, Để cho người khác cảm mến vì tình thương để rồi người ta cho mình được nhiều tiền hoặc để bán được nhiều tờ vé số nhưng không phải là như vậy mà là một cái công cụ dùng những con người những đứa nhỏ như là những công cụ để người ta kiếm tiền thật tội nghiệp cho những đứa trẻ đó biết bao họ không xem những đứa trẻ như là một con người cần được tôn trọng cần được yêu thương bên cạnh đó chúng ta cũng thấy những hình ảnh khác khi con trẻ được lớn lên được sinh ra trong những gia đình công giáo cha mẹ nhiều khi bê trễ không đưa con đến để gặp chúa qua bí tích rửa tội để chúng được sinh lại làm con cái chúa khi những trẻ em được lớn lên cha mẹ dường như chỉ quan tâm cho các em đi học văn hóa học năng khiếu học đủ thứ tất cả mọi thứ học thế nhưng người ta lại ít quan tâm để cho con cái mình đến gặp chúa qua những giờ giáo lý qua những giờ học hỏi lời chúa trong gia đình cha mẹ ít khi thúc đẩy con cái đọc kinh cầu nguyện hay đi tham dự thánh lễ ngay cả thánh lễ ngày chúa nhật cũng có thể cho con mình nghĩ một cách rất dễ dàng vì một lý do không đâu thưa ông bà anh chị em chúa giêsu ngày xưa đã tha thiết nói với các môn đệ của ngài đừng ngăn cản những trẻ nhỏ đến với thầy có lẽ ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng đang nói với mọi người chúng ta, trong đó có anh chị em và chúng tôi nữa là những mục tử. Chúng ta đừng ngăn cản trẻ nhỏ đến với Chúa Giêsu, bởi vì chúng cần được người ban ơn chúc phúc. Có như vậy, chúng mới có thể lớn lên trong một con người toàn diện không chỉ trí thức mà là có những con người đạo đức nữa thưa ông bà anh chị em trẻ thơ như những tờ giấy trắng chúng cần được nuôi dưỡng cần được chăm sóc cần được giáo dục trong những môi trường của chân thiện mỹ cách đích thực chúng ta cầu nguyện cho những em nhỏ được đến với Chúa Để chúng được gặp gỡ Chúa Được Chúa ban phúc lành Có như vậy Các em mới có thể được lớn lên Trong đời sống trí thức Và cả đạo đức Ở trong giáo hội và xã hội Chúng ta cũng cầu nguyện Cho tất cả mọi người chúng ta Cũng được noi gương những trẻ thơ Để chúng ta luôn luôn có tâm hồn Trong trắng đơn sơ tin tưởng giống như các em đã tin tưởng đã sống với cha mẹ của chúng chúng ta cũng biết luôn luôn tin tưởng nơi thiên chúa mà chúng ta tôn thờ amen